Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em. Nếu như anh em theo dõi fanpage thì một vài ngày trước ở trên fanpage có đăng một cái ảnh đen đen mờ mờ ảo ảo có ghi là ngoại trang sắp ra mắt là gì, thì hôm nay mình sẽ sang bản Trung Quốc để cho anh em xem bộ ngoại trang sắp ra mắt là gì luôn nha. Ok chưa? Đây, bộ ngoại trang mới đây, có ông top server ông ấy mặc luôn rồi này anh em. Khủng khiếp không? Nhìn đẹp nhở? Bộ ngoại trang này mình không biết là kết hợp với là bộ phim gì, nhưng mà cánh tay kiểu rồng giết các thứ, có con rồng quấn quanh người. Uầy, bộ ngoại trang này đáng đồng tiền mất gạo đây anh em ạ. Mình thấy có thể là đẹp nhất ở thời điểm hiện tại luôn rồi. Và ông đấy đang đeo thêm một em linh thú gì đi cùng đây nữa, căng đét đèn đẹp luôn. Bốn tay trông chất nhở. Hình như bên bản Việt cũng có ra mắt em linh thú gì rồi nhỉ, nhìn như con nhện hay con quái gì ấy. Nhưng mà con này thì có chứ mình cũng chưa biết, vì là chắc là phải nạp tiền hoặc là những cái sự kiện gì đó cần tí đô la thần trưởng thì mới có được. Ok nhá, mình vào xem thử xem ở trong này có cái gì xịn sò, thời trang gì mới nhất không nào. Đây là cảnh giới thì không nói rồi. Đây, nhiều skin mới vai cờ trưởng anh em ạ. Ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại là đã ra mắt bộ này rồi đúng không? Bộ này có chưa nhỉ? Hình như cũng chưa này. Đây này. Ủa? Đây. Thế thì sắp ra mắt bộ này thôi anh em ạ, chứ chưa phải là cái bộ màu đỏ kia đâu. Ồ là là, mình cứ tưởng là cái bộ màu đỏ kia, nhưng mà đích phải nó là bộ này này anh em này. Ồ, có thêm một cô công chúa giống như kiểu là người cá vậy. Mấy bộ dưới này có hết rồi, mình xem dưới này có sót bộ nào hay không nhá. Dưới này thì hầu như là có hết rồi. À, mấy cái bộ kiểu tết tiếc này thì chưa có này đúng không? Bộ thầy tu này thì chưa có mà mình review một lần rồi ấy. Đây, trên này đây có bộ này là đầu tiên này. Wow, thế thì khả năng cao là bộ này sẽ đi kèm với cả bộ này ấy. Nhìn trông có vẻ là cũng na ná nhau, nhưng mà bộ này nhìn đẹp hơn nhiều. Nhỏ anh em nhỉ, bộ này trông xịn nhỉ. Kim Mao Sư Vương à? Giống em gì trước ở trong Liên Quân nhỉ. Payna. Wow, cái gì đây? Đây là skin của Tiểu Hữu sao mà? À, Tiên Hữu. Còn bộ này nữa. Thế là nó vẫn giống như ở trong video lần trước mình đã review cho anh em những cái bộ ngoại trang mới ở bên server chung. Thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa có cập nhật gì mới. Thì chỉ có mỗi cái skin này là sắp ra mắt thôi này anh em này. Đó, ok chưa? Mình check qua những cái khung avatar các kiểu xem có cái gì không nhá. Đây này. Ui à, nhiều lắm. Nhưng mà khung thì cũng không thấy ngon bằng cái skin kia. Cái skin kia nhìn trông chất chơi người dơn nhiều. Nhờ, ngầu ấy. Mấy khung đấy trông oách select phết. Rồi danh hiệu các kiểu để cho đẹp, tôi hiệu ứng thế nào. Hiệu ứng thì bên Việt Nam vẫn chưa thấy ra một cái hiệu ứng kiểu như này nhỉ. Không biết có hoạt động nào để lấy được cái hiệu ứng như này luôn. Ảo thực sự luôn ạ. Ở bên bản chung thì mình thấy nó có một cái sự kiện mới gì ạ. Đây này, lấy được một skin của em heo. Heo này là heo quái gì? Đang nhập nhận luôn này. Đây, skin mới này. Ai xì bà, được nhờ, đẹp nhờ. Ây à, được ấy anh em ơi. Ô, có cái quả ngoài trang này, con heo mặc cái bộ này giống kiểu là Tết ấy, cùng với cả mấy cái bộ dưới này này. Đây này, kiểu như này đúng không? Thì đấy, thì bật mí cho anh em về cái skin mới sắp ra mắt nhá. Thì anh em muốn biết thêm nhiều thông tin như là nhận gift code hay là mẹo chơi game thì nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là xem danh sách phát ở trên màn hình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.